Hồi nay bắt đầu lên xe đi về An Giang quê người yêu chơi nha mọi người. Về ngủ trước một đêm rồi ngày mai bắt đầu vlog ngày đầu. Ai trước khi đi lên sân thượng chơi ăn vài cái bánh cái rồi vô vlog nè. Đang đi hành trình kiếm khỉ nha anh em. Bắt khỉ bắt đười ơi. Đường về về ôi sao vui quá. Xin nhau hú quăng sáng nhân vô. Ý con gì kêu gì? Ở đây có đường ơi không em? Có ảnh. Ok. Có khỉ không? Có ảnh. Hỏi thiệt. Chỗ này chỗ trong nắm nha mọi người, người yêu tôi nói vậy. Tội nào đi. Ủa không đi vô trong nữa hả? Đi vô trong nữa không? Em sợ đi xa thôi. Bình thường. Rồi kế hoạch thay đổi mọi người, đi được 5 phút thấy đường sình. Đi hết được quẹo về. Ok vô quẹo về. Không gì nữa không? Má cười giống khỉ quá. Khỉ chỉ đột ăn gian. Ê tính lộ bộ coi thử ruộng nhà người yêu. Đường xình quá, cái hạch thất bại nha mọi người. Này là đi kiếm thua ruộng không được nên về nhà mua ly cà phê uống nha mọi người. Rồi vlog đi về nha anh em. Tôi cho đành tôi bị dính sình nha anh em. Về quê mà ngựa ngựa. Ngựa không? Rồi về nhà luôn mọi người. Cho mọi người thấy đường quê nè. Đi mua ly cà phê đá uống cái. Đúng quá, ở Sài Gòn cầm điện thoại quê lúc sao vậy, quê thấy quê xíu. Này đi mua cà phê mọi người, uống cà phê quê nha. Đi tắt không cắt này nha. Không cắt không, giữ luôn. Để che điện thoại cho đủ. Tôn cao. Cầm điện thoại quá các bạn. Làm gì các bạn? Xe cổ mà. Ừ, xe cổ hả? Xe quê có khác nè. À, mấy chiếc này xe quê không? Là về nhà rồi nha mọi người, loại bỏ nhà kế bên. Không có cà phê đá, thèm trà đường, mua trà đường uống. Có cà phê đá mà. Có cà phê đá nhưng mà thèm trà đường. Mới đi mua trà đường về nha mọi người. Ly trà đường 5k một ly. Quá rẻ. Dạ, xem sao nhà người đang đứng nha mọi người. Chiêu chiêu. Review trà đường quê nha mọi người. Trà đường 5k, uống thử. Mùi chín mùi. Trời tắt đi. Uống cà phê xong rồi, giờ lên gáp giùm người yêu cái tủ. Quay tam láp gáp mà hai đứa hai phiên nhưng mà nằm nè. Thằng này nằm. Tên nhỏ kia nằm. Thua. Gáp tủ xong rồi giờ ăn trưa xuống ăn mì vịt tiềm cùng nhà người yêu nha mọi người. Ngon. Ngon dữ lắm. Hôm nay ăn mì vịt tiềm ngon vô lắm. Vịt. Ủa vịt cà tiềm hả? Vịt thôi. Vịt tiềm hả? Xì xì.